Hello, chào mọi người. Hai tuần qua hết ngân hàng Silicon Valley, ngân hàng Signature đến Silvergate Capital, một trong những đại gia ngân hàng tiền ảo, rồi cả đến Credit Suisse, ngân hàng có lịch sử hàng trăm năm. Nhiều ngân hàng Âu Mỹ liên tiếp đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Điều mà các chuyên gia kinh tế quan tâm là những ngân hàng này phá sản có dẫn đến khủng hoảng tài chính, thậm chí sóng thần tài chính hay không? Trong khi người dân bình thường như chúng ta chỉ quan tâm số tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng của mình liệu có an toàn hay không? Trước hết chúng ta hãy xem ngân hàng phá sản tác động thế nào đối với cá nhân và doanh nghiệp. Xin đơn cử trường hợp ngân hàng Silicon Valley. Đối với tài khoản cá nhân, đội ngũ thanh lý tài sản của ngân hàng Silicon Valley sẽ bồi thường đầy đủ cho các tài khoản có số tiền gửi tiết kiệm dưới 250.000 đô la Mỹ. Trong khi số dư cao hơn 250.000 đô la Mỹ thì được đảm bảo lấy lại được 250.000 đô la Mỹ trước, số còn lại phải đợi thanh lý xong. Tùy từng trường hợp xem còn có thể lấy lại được bao nhiêu, nhưng khả năng là không mong lấy lại được tiền nữa. Tất nhiên, rất có thể sẽ hoán đổi nợ sang trái phiếu. Người gửi tiền sẽ được chi trả bằng một số trái phiếu của ngân hàng Silicon Valley, nhưng giá trị của trái phiếu đã chả khác nào giấy vụn, chỉ có thể đợi xem sau này liệu có tăng giá hay không. Còn đối với các tài khoản của doanh nghiệp thì khá phức tạp. Nếu dòng tiền luân chuyển hàng ngày của doanh nghiệp tốt, có doanh thu hàng ngày thì có lẽ vẫn trụ vững. Tuy nhiên, nếu dòng tiền không đủ, phải đợi ngân hàng thanh lý xong để lấy tiền hoạt động, thì doanh nghiệp đó rất có thể overgame. Một số bạn vay tiền ngân hàng để mua nhà hoặc mua xe thì có thể nghĩ, ngân hàng phá sản rồi thì có phải mình không cần phải trả khoản vay nữa hay không? Nếu thực sự như vậy thì chỉ có thể nói bạn quá ngây thơ và lạc quan. Trên thực tế, đội ngũ thanh lý tài sản của ngân hàng sẽ sàng lọc các hợp đồng vay tiền, xếp hạng, đóng gói, rồi thao tác bán trên thị trường vốn. Vì vậy, chẳng qua là đổi một tổ chức khác để thu khoản vay, bất kể là vốn vay của doanh nghiệp hay cá nhân, trả thì vẫn phải trả, không ai trốn được. Thực ra, trường hợp ngân hàng phá sản không chỉ xảy ra ở Mỹ, mà các nước khác cũng có. Người dân có tiền nhàn rỗi thì đa số sẽ lựa chọn thuê vào ngân hàng nhằm bảo đảm lợi ích tiền gửi tiết kiệm của người dân. Hầu như mỗi quốc gia đều có bảo hiểm tiền gửi. Nghĩa là ngân hàng mua bảo hiểm cho tiền gửi tiết kiệm của chúng ta. Hơn nữa, loại bảo hiểm này đa phần là bắt buộc. Các ngân hàng bắt buộc mua bảo hiểm này khi họ nhận các tài khoản tiền gửi tiết kiệm. Theo thông lệ quốc tế, ngưỡng thanh toán thường gấp 6 lần GDP bình quân đầu người, mức chi trả tối đa của Trung Quốc là 500.000 nhân dân tệ. Tương tự, ở Việt Nam cũng có bảo hiểm tiền gửi. Theo quy định, các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi, trừ ngân hàng chính sách ra, đều phải tham gia bảo hiểm tiền gửi. Mức chi trả tối đa hiện nay ở Việt Nam được thực hiện khi có rủi ro xảy ra là 75 triệu đồng. Hầu như mỗi người đều có tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Vậy sau đây, Mạnh Linh xin chia sẻ với mọi người những chiêu để tránh rủi ro tổn thất khi gửi tiền tiết kiệm. Chiêu thứ nhất, tiền gửi tại một ngân hàng không vượt quá mức chi trả tối đa của nước sở tại. Chẳng hạn như ở Trung Quốc là không vượt quá 500.000 nhân dân tệ, Việt Nam là 75 triệu đồng Việt Nam. Đây là cách an toàn và ổn thỏa nhất. Trung Quốc hiện có 6 ngân hàng nhà nước, 12 ngân hàng thương mại cổ phần mang tính toàn quốc. Chỉ riêng 18 ngân hàng này, mỗi ngân hàng gửi 500.000 nhân dân tệ thì bạn có thể gửi 9 triệu nhân dân tệ. Nếu không đủ thì có thể xem chiêu thứ hai. Nếu có nhiều tài sản và có thể mỗi thành viên gia đình đều mở một tài khoản tại một ngân hàng, theo quy định của bảo hiểm tiền gửi, được nhận số tiền chi trả trước tiên là một cá nhân chứ không phải một gia đình. Cũng có nghĩa là nếu tại Việt Nam là một gia đình 4 người, mỗi một người có thể gửi không vượt quá 75 triệu đồng tại một ngân hàng. Như vậy, đều sẽ được hưởng trước số tiền bồi thường tối đa. Nếu số tiền gửi quá lớn và lại không muốn gửi phân tán thì chỉ có chiêu cuối cùng, đó là gửi vào các ngân hàng lớn. Ở Trung Quốc, bạn có thể ưu tiên gửi vào các ngân hàng theo thứ tự 6 ngân hàng nhà nước, 12 ngân hàng cổ phần mang tính toàn quốc. Dù sao, các ngân hàng công thương, kiến thiết, nông nghiệp và ngân hàng Trung Quốc là top 4 ngân hàng lớn thế giới, có quy mô tài sản khổng lồ, cùng với nền tảng là cổ phần nhà nước, gần như đồng nghĩa với việc không có khả năng phá sản. Thời gian qua, tại thị trường Việt Nam có khá nhiều ngân hàng thương mại ngưng hoạt động chuyển sang sáp nhập nhưng vẫn tiến hành chi trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng của họ. Vì vậy, các bạn cũng có thể tham khảo các chiêu trên khi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng tại Việt Nam. Về mặt đầu tư, đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Đây là triết lý kinh doanh nổi tiếng của Warren Buffett. Nếu không thì tương đương với việc giao số phận của mình vào trong tay người khác. Mặc dù khả năng ngân hàng phá sản ở Trung Quốc và Việt Nam đều rất thấp, nhưng tìm hiểu chính sách liên quan để phòng trước lúc mọi rủi ro xảy ra cũng không có gì sai. Quan điểm của bạn là như thế nào? Chia sẻ với Mạnh Linh nhé! Bye bye!